Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh chia sẻ công nghệ của mình. Trong video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách có thể là mở khóa và xóa xác minh tài khoản Google trên con điện thoại Oppo A55 khi mà các bạn bị quên mật khẩu mở khóa màn hình, đồng thời là các bạn đã quên luôn cả cái tài khoản Google mà trước đây các bạn đã đăng nhập ở trên con điện thoại này nhé. Các bạn có thể là kiểm tra thông tin con điện thoại bằng cách là các bạn sẽ bấm cho mình vào là SOS khẩn cấp này. Sau đó là các bạn sẽ gõ cho mình cái lệnh, các bạn bấm vào số này. Sau đó là các bạn sẽ gõ cho mình cái lệnh đó là sao thăng 899 thăng. Các bạn chọn cho mình là software version. Đó thì ở đây nó hiện lên là ở đây cái modem của con Oppo A55 này là CPH2325 nhé. Đó, con này thì nó đang chạy cái phiên bản Android 13 này, cái phiên bản Android mới nhất ở cái thời điểm mình làm video này nhé. Thì đầu tiên các bạn cần phải tắt máy đi này. Các bạn tắt máy đi cho mình nhé. Các bạn trượt xuống để tắt máy đi, để chúng ta vào cái chế độ jQuery để chúng ta wipe data nhé. Và đương nhiên là cái quá trình wipe data nó sẽ xóa sạch tất cả dữ liệu ở trên điện thoại của chúng ta. Các bạn cần phải chấp nhận cái điều này nhé. Rồi bây giờ thì mình sẽ bấm giữ đồng thời nút nguồn và nút giảm âm lượng này. Hiện lên logo, mình sẽ nhả tất cả ngón tay ra. Ok, mình sẽ chọn vào là Ignix nhé. Đó, như vậy là mình đã vào được jQuery này. Rồi mình sẽ chọn vào là Format Data này. Rồi mình sẽ gõ cái số này vào nhé, 3724 này. Rồi mình sẽ chọn là Format này. Rồi mình sẽ bấm là OK này. Đó, bây giờ thì điện thoại mình nó sẽ khởi động lại. Cái đoạn này mình sẽ tua nhanh để đỡ mất thời gian chờ đợi của các bạn nhé. Ok, điện thoại mình đã khởi động lên rồi nhé. Bây giờ mình sẽ chọn vào trong này. Rồi mình sẽ chọn ngôn ngữ là tiếng Việt nhé. Mình chọn tiếp theo này. Chọn khu vực thì mình sẽ chọn Việt Nam nhé. Mình chọn tiếp tục này. Rồi thông tin pháp lý thì mình sẽ tích chọn thỏa thuận người dùng này và bảo mật và bảo vệ quyền riêng tư này. Đó, mình sẽ bấm vào tiếp theo này. Kết nối với mạng di động mình cứ bấm tiếp theo đi. Rồi màn hình kết nối với wifi này thì mình sẽ thử bấm bỏ qua coi sao nhé. Đó thì ở đây nó báo là để bảo vệ điện thoại này, vui lòng kết nối với wifi hoặc dữ liệu di động để xác thực nhé. Như vậy là bắt buộc chúng ta cần phải kết nối vào wifi rồi. Đó. Rồi bây giờ là mình sẽ kết nối vào wifi của nhà mình nhé. Rồi mình sẽ bấm vào tích chọn vào này. Rồi mình sẽ bấm tiếp này. Ok, đến cái màn hình sao chép ứng dụng và dữ liệu này thì mình sẽ bấm là không sao chép nhé. Rồi, ở đây thì nó vẫn yêu cầu mình phải vẽ cái mẫu hình này. Và đương nhiên là cái mật khẩu này mình đã bị quên rồi nhá. Đó, thì ở đây mình có thêm một cái tùy chọn nữa. Đó là mình sẽ bấm vào cái dấu nhân này nhá. Đó, đến đây thì nếu mà các bạn nhớ cái tài khoản Google mà trước đây các bạn nhập ở trên con điện thoại này thì các bạn chỉ việc đăng nhập chính cái tài khoản đó vào đây là chúng ta có thể là vào sử dụng được điện thoại một cách bình thường. Nhưng mà trong cái trường hợp các bạn quên luôn cả cái tài khoản Google này thì bắt buộc chúng ta cần phải đi xóa cái xác minh tài khoản của bạn này nhá. Và để xóa xác minh tài khoản này thì các bạn sẽ không thể dùng được cái cách đó là talkback nhá. Bây giờ mình sẽ thử bật talkback cho bạn coi. Đó, mình sẽ bấm giữ đồng thời cả tăng và giảm âm lượng này. Đó, các bạn bấm giữ lại nhá. Đó, mình sẽ chọn là bật này. À, tiếp tục bấm giữ lại tăng và giảm âm lượng này. Đó, như này là mình đã bật được talkback nhé. Nhưng mà talkback mình sẽ không dùng được nữa. Đây, các bạn thử vẽ ngang hất lên này. Đó, không còn dùng được talkback nữa nhé. À, chính vì vậy mà bây giờ các bạn sẽ cần phải tắt talkback đi này. Mình sẽ bấm cả tăng cả giảm âm lượng này. Đó, talkback đã tắt nhé. À, bây giờ thì các bạn sẽ quay trở lại cho mình cái màn hình kết nối vào wifi. Đó, các bạn sẽ chọn cho mình vào cái dấu chấm than ứng với cái wifi mà chúng ta đã kết nối nhá. Mình sẽ bấm vào cái dấu chấm than này. Rồi mình sẽ bấm vào cái mã QR code này nhá, chia sẻ này, mình sẽ bấm vào. Rồi đây thì mình sẽ chọn là chia sẻ qua nearby share này.
Rồi mình sẽ bấm vào là bật nhé. Rồi mình sẽ bấm vào là bạn cần trợ giúp về việc chia sẻ này. Mình sẽ chọn vào cái ba chấm ở phía trên bên phải này. Mình chọn là chia sẻ bài viết này. Rồi mình sẽ chia sẻ qua tin nhắn nhé. Mình sẽ chọn là tin nhắn này. Rồi mình sẽ chọn đồng ý và tiếp tục. Mình sẽ chọn là tin nhắn mới nhé. Đến đây thì mình sẽ điền vào một cái số bất kỳ, ví dụ là 123 chẳng hạn. Đó, mình sẽ chọn là gửi đến 123. Rồi ở phía dưới đây thì mình sẽ xóa hết cái nội dung ở phía dưới này đi nhé. Các bạn điền cho mình cái địa chỉ đó là www. Các bạn chú ý cho mình là bắt buộc cần phải có www nhé. .youtube .com. Rồi các bạn sẽ bấm cho mình gửi đi nhé. Đó, đây thì chúng ta sẽ không gửi đi được tin nhắn này, do là mình chưa lắp cái sim ở trên điện thoại này của mình nhé. Thì các bạn cần phải lắp sim vào điện thoại nhé. Đó, bạn có thể lắp một cái sim bất kỳ vào đây. Các bạn lắp vào điện thoại này. Giờ các bạn chờ đợi cho sóng của nó lên nhé. Mình sẽ bấm OK này. Sóng nó đã có rồi nhé. Bây giờ mình sẽ bấm gửi đi này. Rồi các bạn sẽ bấm cho mình vào cái địa chỉ youtube.com này nhé. Các bạn không được bấm giữ nhé. Nếu mà các bạn bấm giữ thì sẽ không có này. Không có mở cái đường link nhé. Mà các bạn sẽ bấm vào cho mình nhé. Các bạn bấm này. Rồi các bạn sẽ bấm cho mình là mở URL nhé. Đó, như vậy là mình đã mở được YouTube rồi. Mình sẽ bấm cho phép này. Rồi mình sẽ chọn vào cái hình người ở góc trên bên phải này. Mình chọn vào là cài đặt này. Mình chọn vào là giới thiệu này. Mình chọn vào là điều khoản dịch vụ của YouTube này. Rồi bây giờ thì mình sẽ vào cái địa chỉ mà mình hay dùng để xóa xác minh tài khoản Google nhé. Đó là trang vnzom.net /bypass. Rồi mình sẽ bấm đi này. Đó thì bây giờ mình sẽ thử vào trong cài đặt cho bạn coi nhé. Mình sẽ bấm mở này. Đó, bây giờ thì các bạn sẽ không dùng được cái cách đó là các bạn xóa đặt lại điện thoại nhé. Đó, cái cách này thì không được rồi này. Đó, rồi mình sẽ quay trở lại này. Rồi bây giờ thì các bạn sẽ thử cái cách là chúng ta sẽ mở cái ứng dụng Clone Phone nhé. Đó, các bạn lại vào lại cho mình cái địa chỉ vnzom.net /bypass. Đây các bạn sẽ vào cho mình Google Quick Search Box nhé. Các bạn chọn mở này. Rồi bây giờ thì các bạn sẽ bấm cho mình vào cái micro này. Sau đó là các bạn sẽ nói cho mình là Open Clone Phone nhé. Open Clone Phone. Không được rồi. Rồi mình sẽ nói lại nhé. Open Clone Phone. Vẫn không được nhé. Mình sẽ nói lại. Nếu mà các bạn khó nói Open Clone Phone ấy, thì các bạn có thể là sử dụng Google Dịch nhé. Đây. Các bạn có thể là sử dụng Google Dịch này. Đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ thực hiện lại nhé. Open Clone Phone. Đó. Đây các bạn đến nhé. Open Clone Phone này. Nhưng mà chúng ta cũng không mở được Open Clone Phone theo cái cách này nhé. Thì các bạn sẽ mở Clone Phone bằng một cái cách khác khá là đơn giản. Các bạn quay trở lại cho mình. Các bạn này vào lại cho mình cái trang vnzom.net/bypass nhé. Đó. Các bạn sẽ vào cho mình là setting này. Các bạn chọn mở cho mình. Rồi ở đây thì các bạn sẽ chọn cho mình vào cái mục đó là màn hình chính và màn hình khóa này. Các bạn chọn cho mình là bố cục màn hình chính 4x6 này. Rồi các bạn sẽ chọn cho mình vào là công cụ này. Rồi ở đây thì chúng ta đã có thể là mở được cái ứng dụng đó là Clone Phone, chính là sao chép điện thoại này nhé. Mình sẽ mở cái ứng dụng là sao chép điện thoại này. Đó, như vậy là mình đã mở được rồi nhé. Tiếp theo thì các bạn cần phải có một cái con điện thoại Android bất kỳ nhé.
Đó, các bạn dùng con điện thoại Android nào cũng được. Và ở đây thì mình sử dụng một cái con điện thoại của Xiaomi. Trên con điện thoại Xiaomi này thì mình sẽ vào cửa hàng Play. Sau đó là mình cũng sẽ tìm cái ứng dụng. Đây các bạn cũng sẽ bấm vào tìm kiếm này. Sau đó là các bạn tìm đến cái ứng dụng, đó là Oppo Clone Phone này. Rồi các bạn tìm đúng cái ứng dụng, đó là Oppo Clone Phone này nhá. Sau đó là các bạn sẽ cài đặt cho mình cái ứng dụng này. Rồi cài đặt xong thì mình sẽ bấm vào là mở luôn nhé. Rồi mình sẽ bấm là đồng ý và tiếp tục này. Mình sẽ chọn vào là cài đặt nhé. Ở đây thì nó yêu cầu cái quyền gì thì chúng ta sẽ chấp nhận hết các quyền của nó nhé. Mình sẽ bấm cài đặt này. Rồi mình sẽ bật quyền lên cho nó này. Rồi mình quay trở lại này. Tiếp tục chọn vào cài đặt này. Sau đó là mình lại cấp quyền này nhé. Rồi mình lại quay trở lại này. Mình sẽ bấm là bắt đầu di chuyển này. Mình sẽ bấm vào là cài đặt này. Đó, rồi bây giờ mình sẽ tìm đến cái ứng dụng, đó là sao chép điện thoại nhé. Đây sao chép điện thoại đây, mình chọn vào nó này. Rồi các bạn lại cấp quyền cho nó này. Mình lại quay lại này. Quay lại này. Mình sẽ bấm vào OK này. Tiếp tục bấm vào cài đặt. Rồi lại cấp quyền này. Rồi các bạn sẽ tích chọn chấp nhận nhé. Các bạn chờ một chút để chúng ta bấm OK. Rồi mình sẽ bấm OK này. Rồi mình quay lại này. Rồi đây thì các bạn cấp quyền hết cho nó nhé. Mình sẽ bấm là trong khi dùng ứng dụng này. Cho phép này. Cho phép. Cho phép. Cho phép. Đó mình sẽ bấm OK. Trong khi dùng ứng dụng. Rồi bây giờ trên con điện thoại Oppo này thì mình sẽ bấm là đây là điện thoại mới này. Mình sẽ bấm là cho phép này. Rồi các bạn chú ý cho mình, nếu mà cái con điện thoại ở bên đây là điện thoại Oppo, Xiaomi hoặc OnePlus thì các bạn sẽ chọn cho mình vào cái dòng đầu này nhé. Còn con điện thoại này của mình là con điện thoại Xiaomi. Chính vì vậy mà mình sẽ chọn là thiết bị Android khác nhé. Đó, mình sẽ di chuyển dữ liệu từ cái con điện thoại này sang con Oppo này của mình nhé. Di chuyển dữ liệu từ thiết bị Android khác này. Đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ dùng cái con điện thoại Xiaomi này để mình quét cái mã QR ở trên cái con Oppo A55 này của mình nhé. Đó. Đây mình sẽ quét cái mã QR này nhé. Đó, giờ nó đang kết nối này. Đó, như vậy là đã kết nối hai con điện thoại này với nhau rồi nhá. Bây giờ mình sẽ bấm OK này. Rồi mình sẽ bỏ chọn đi. Mình sẽ không chọn tất cả nhá. Mình sẽ bỏ chọn đi này. Đó. Rồi bây giờ mình chỉ cần chọn vào cái mục là ứng dụng này. Sau đó là mình sẽ chọn một cái ứng dụng bất kỳ nhá. Các bạn có thể chọn một cái ứng dụng bất kỳ mà nó có dung lượng nhỏ nhất để cho cái quá trình chuyển dữ liệu nó được nhanh nhá. Đó, ở đây thì mình thấy có cái ứng dụng này nhẹ này, mình sẽ chọn vào ứng dụng này nhé. Sau đó là mình sẽ tích chọn này. Rồi mình sẽ bấm là bắt đầu di chuyển này. Đó, như vậy là ở đây đã hoàn tất cái quá trình truyền rồi nhé. Mình sẽ bấm là xong này. Ở đây thì nó đã báo là đã di chuyển xong rồi nhé. Bây giờ thì mình không cần đến con điện thoại Xiaomi này nữa nhé. Rồi mình sẽ quay trở lại con Oppo A55 này của mình nhé. Mình sẽ bấm là xong này. Điều hướng thì mình sẽ chọn là điều hướng bằng nút nhé. Rồi mình chọn tiếp theo này. Cài đặt mật khẩu mở khóa màn hình này thì mình sẽ bấm bỏ qua này. Đề xuất thì mình sẽ bấm là xong này. Tải những ứng dụng này thì mình sẽ bấm bỏ qua nhé. Mình sẽ cài đặt sau. Cần ứng dụng nào thì mình sẽ cài đặt ứng dụng đó thôi. Rồi như vậy là mình đã vào được cái màn hình bắt đầu này rồi nhé. Mình sẽ bấm bắt đầu này. Đó, như vậy là mình đã vào được cái màn hình chính của con Oppo A55 này để mình có thể sử dụng được bình thường rồi nhé. Đó thì cái công việc của bạn bây giờ chỉ là mở cửa hàng Play lên. Sau đó là các bạn chọn đăng nhập. Rồi bây giờ thì các bạn có thể là đăng nhập một cái tài khoản Google bất kỳ vào đây. Hoặc là do các bạn đã quên cái tài khoản Google cũ rồi ấy, thì các bạn có thể là tạo một cái tài khoản mới cho bản thân tôi. Sau đó là các bạn sẽ điền những cái thông tin mà Google yêu cầu để chúng ta tạo một tài khoản Google mới để chúng ta có thể là tải được những ứng dụng mà chúng ta hay dùng về nhé. OK, như vậy là video này mình đã chia sẻ với các bạn cách có thể là mở khóa và xóa xác minh tài khoản Google ở trên con điện thoại Oppo A55 thành công rồi nhé. Mình sẽ dừng video này tại đây. Nếu các bạn thấy video này của mình hay và hữu ích thì bấm đăng ký kênh để theo dõi những cái chia sẻ tiếp theo của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nhé.